Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của Lợi để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phô mai nha quý vị. Chào em. Dạ chào anh Tuấn, xin kính chào toàn thể quý vị trên mọi miền của đất nước. Thì ngày hôm nay lại có về một số phô mai vàng cũng như là số phô mai tứ quý muốn giao lưu cùng toàn thể quý vị. Thì địa chỉ quen thuộc của Lợi là ấp Hòa Long, xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại để giao lưu là 0336425620. Hình thức ship của mình là ngày hôm nay là bao phí ship toàn quốc tất cả các cây phôi quý vị ơi. Rồi vô cây số 1 anh ơi. Rồi vào cây số 1 luôn nha quý vị ơi. Đó, con gì nè? Cái con gì đây? Con gì ghét không? Kỳ nhông, kỳ đà vậy hả? Con kỳ lân. Cao đi. Mình cho cao tới dạ cao 48 anh ơi. 48. Rồi quanh. Đây. Quanh 22. Đây. Sáng xuyết luôn. Rồi cây số 1 này mình giao luôn nhiêu đây em? Dạ giá 900 anh ơi. Rồi 900 ngàn. Chuẩn cây luôn. Rồi mã số 2. Cây quái dị cà na. Rồi. Dáng vậy đó. Chút xíu. Này gì anh Tấn? Phải xù không? Chắc xù quá anh ơi. Học nè. Nóng tục rồi. Xù anh ơi. Cái cây này này nó có cái bộ rễ dính với nhau ha. Dạ. Quá gì cà na hả? Dán lùa lùa bye bye nữa. 900 anh ơi. Rồi 50. Rồi mấy cái cành bay nhanh. 30. 27. Xù nha quý vị. Này xù chính thức nha. Cái này cho luôn như đây em. Con ấy bị đá à. Chưa hoành anh ơi. Chưa hả? Lo nhiều chuyện không à, hoành 18. Rồi quá. Rồi giao luôn như em. Dạ cái này giao luôn giá là 800 anh ơi. 800 có cây xù luôn quý vị. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 3. Đó. Dán vậy anh Dũng. Ủa anh Tức. Rồi cao nhiêu đây? 77 về bình tĩnh đi. Đây. Đó cũng có dán thơ tựa dán thú luôn ha. Rồi hoành luôn em. Dạ hoành 22. Rồi giao luôn như em. Đây dán thú không rõ lắm. Giá 700 anh ơi. Tựa. Dạ. Rồi xuống cây luôn. Rồi người xuống người lên. Đây nè. Đây mã số 4. Thân đẹp quá. Dáng đẹp. 72 anh ơi. Quanh 21. Số đẹp luôn. Già cây lắm rồi. Quá già cây rồi ha. Dạ. Rồi giao luôn như em. Giá 500 anh ơi. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo. Số 5. 5 là một cây mai xù. Xù chảy bệt bệt luôn. Chảy ghe ghe luôn anh. Chảy re re luôn. Quá trời luôn nè. Rồi quý vị. Rồi em cho chiều cao nữa em. 66. Rồi quý vị. Mặt nào cũng vậy ha. Đông bích gần hết luôn anh. Chảy dài qua đây. Rồi cho cái hoành luôn. Hoành yêu thương. Em mấy đây? 24 yếu 23. Rồi, cái bệ dưới đây. Bệ dưới 31. Đó, có duyên ghê ha, đế cũng được. Để đó, còn cái bệ trên đây nè. Rồi, cây xù này giao luôn như em. Giá 1.9 anh ơi. Rồi, xuống cây luôn. Xuống. Rồi, mã số 6 ha. 6. Cũng là một cây mai phôi này, phôi xù nữa vậy em. Dạ xù nữa anh ơi. Rồi cho chiều cao nó luôn. Cao 69. Rồi cao 69. Đây quý vị từ trên xuống này, mình rà từ trên xuống cho quý vị xem ha. Bên đây ha. Bên đây nè. Đây nó xù mình bít. Bên đây nè. Dài xuống ha. Chảy xuống luôn. Đâu còn heo trên đây đi anh. Rồi. 20. Ngay đây. Này. Cùng lắm vậy, 27.
Rồi, dễ lạ ghê ha. Rồi, giao luôn nha em. Dạ, cái này giao luôn với giá là 1.800.000 anh ơi. Rồi, 1.800.000, rồi xuống cây. Rồi, lên cây mới luôn. Rồi, chuyển qua mấy cây bụi bụi đi. Mã số 7. Đây, con gì? Con chưng vậy? Cái dáng giống giống thú ha. Rồi, cho chiều cao nó luôn em ơi. Khỏe hơn chưng à. 45. Quanh này. Quanh 20. Nào, lóc chứ nào. Thôi tập trung chuyên môn đi mấy anh ơi. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ cái này giao lưu giá 600 anh ơi. Rồi, xuống cây. Cây xù, chà bá luôn, một cục ở dưới đó quý vị. Mã số 8. 134 anh ơi. Rồi, 134, một phôi mai xù. Xù từ trên xuống dưới luôn. Ê, từ đỉnh trên từ trên xuống luôn. Đây, kéo từ trên xuống nha quý vị. Cái nhỏ để lại. À, đây một cục ha. Rồi kéo dài dài xuống dưới nha quý vị. Cục này không giữ bằng cái cục ở dưới đây. Dưới đây mới giữ nè. À, quý vị ơi. À, bạch là hết sức luôn ha. Đâu cho cái cục đó nhiêu em? Cục này nhiêu tính nhiêu tiền á? Nhiêu phải không? Rồi, 43. 43, vậy là cây này 4.3 á em. Dạ. Rồi đó, nào giờ dòng eo ở dưới em. Này chắc chừng hăm mấy gì? 24, 25 nếu 24. Rồi cái này giao lưu nhiêu đây em? Dạ cái này giao lưu giá 5 triệu anh ơi. Rồi 5 triệu nha quý vị. Xù từ trên xuống luôn ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số 9. Con này cũng khá cao. Rồi cho chiều cao nó luôn lại ơi. Khoảng 2m6 nha quý vị. Có mớ sắc lính, thịt lính lính nha. Rồi sắc phục lính ở đây nha quý vị. Nghe điện thoại nghe đi. Rồi, tiếp tục mình cho cái hoành luôn đi em. Cái này phôi mai này là từ 5 đến 9 cánh nha anh. Dảo vườn Bến Tre hả? Dảo vườn Bến Tre. Bến Tre. Hoành 34. Rồi, giao luôn nhiêu đi em? Dạ giá 2 triệu anh ơi. 2 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Hai người lên, hai người xuống. Là, xuống một người xuống không nổi ạ. Lên mấy lùng hết rồi, lên cao cao lột cao luôn. Rồi, tiếp tục là mã số 10. Rồi, phôi mai xù. Xù nữa. Xù. Này chính thức xù. Xù hoài. Rồi, 57 anh ơi. Rồi, xù đâu? Nè. Đây, một cục đây. Nè. Đây nè anh. Bên đây nữa ha. Đây nè. 17 nè, đóng xù qua luôn. Cường tới rễ luôn nè. Đó. Quanh eo. Eo từ này đi. Ừ. 28. Quanh eo 28, quanh cổ. Cổ 34. Rồi. Cái cọng rễ này nè, bự ghê không? Đó, hào ghê. Quanh cọng rễ. Quanh cọng rễ 17. Rồi, giao luôn nhiêu? Giá 3 triệu 2 anh ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, lên em 11 luôn.
quá rồi. Sù. Sù nữa. Một. Cao tao đo tới mặt cắt đi. Cắt em ơi. 40. À quý vị. Cao 40. Để chậm chậm nha quý vị đây. Xem những cái bạch xù nó quý vị. Đó, xù nè, xù dài qua đây hết luôn mà. Này nó chảy về dài này nè. Chảy từ tới rễ dưới rồi ha. Dạ. Nè, này xù nó qua tới đây luôn nha quý vị. À, rồi liền qua đây luôn. Rồi, xuống đây luôn. Đó, cho cái quần eo em nó luôn. Quần 24 anh ơi. Rồi. Cái này giao lưu nhiêu em? Dạ, cái xù giao lưu giá 2 triệu anh. Rồi, xuống cây. Rồi, lên 12 luôn. Rồi, cho chiều cao em nó luôn. Này không có sầu. 5 9 cánh nha. Rồi, 5 đến 9 cánh quý vị ơi. Rồi. Cao 1 mét. Rồi, 1 mét ha. À. Mình chạy sơ sơ đây. Rồi. Mấy cây nhỏ nhỏ để lại quay biết sao đem ăn vậy. À, để đây quý vị, để chạy cùng đều luôn ha. Rồi, cho quành luôn em ơi. 34 anh ơi. Rồi, sáng giá luôn. 34 nhiều quá. Dạ giá 1 triệu 8 anh ơi. Rồi xuống cây luôn. Xuống cây mai da dảo. Rồi lên em 13 luôn. Rồi đụng phải không? Đụng. Cây xuống. Rồi cho chiều cao luôn. Cao 72. À. Này dảo luôn nha anh, 59 cân. Rồi, dảo luôn. Rồi. Quành em nó luôn. Quành 40. 40. Dảo luôn nhiêu đây? Giá 2 triệu anh ơi. Rồi, quành 40, giá 2 triệu một cây mai dảo, xuống cây luôn. Xuống. Chừng lộn số như này mười mấy mà. 13. Mã số 14. Mã số 14 nha quý vị. Dạo luôn nha quý vị. Rồi. Mã 6 anh ơi. Mã 6 chiều cao. Đánh vô nó một cái rồi lao là nó sập thôi. 29 anh ơi. Rồi à, để đây, để đẹp ha. Đẹp, có duyên. Dảo hả em? Dảo, dảo để đẹp luôn rồi quý vị. Giao luôn nhiêu em? Dạ giá 1 triệu 6 anh ơi. Chốt đi quý vị ơi, để đẹp luôn mà mai dảo luôn, về khỏi ghép luôn. Xuống quý vị ơi, xuống. Đổi cây. Lên em 15 luôn. Rồi 15. Dảo luôn. Dảo nữa. 108. 108 cao. Thằng lắc lắc nè quý vị. Rồi, dáng nó vậy đó quý vị. Hoành không có nhiêu mà cái đít hết hồn. 28. Đây nè. Đó, 35. 35, đít ghê không? Đít bự ghê không? À, giao luôn nhiêu đi em? Dạ cái này giao lưu giá 1 triệu rưỡi anh ơi. Rồi à, xuống cây luôn. Thấy gì vậy chứ nở đít là thấy mê à. Lên cây luôn. Quá cao. Mã số 16. Cái này chưa thấy mặt bông nha. Rồi chưa thấy mặt bông. Cao 2m9. Rồi khoảng 2m9. 9. Đó. Dù lên trên ha, cái tông con cao luôn. Rồi 31 nè, khoái mấy vụ đít bự rồi nè. Đó. Cổ rễ. Cổ rễ hả? 38. À, để trả đều nè quý vị ơi. Giao luôn như em.
Dạ cái này giao lưu giá 2 triệu anh ơi. Rồi xuống cây luôn. Xuống đây em dựng cái cây dựng. Rồi mã số 17. Rồi hai chị em. Rồi cho chiều cao nhỏ chị coi. Chị hả? Chân cũng dài lắm mà, 82. Rồi nhỏ em ngắn hơn, 60. Rồi nhỏ chị coi nhiêu tuổi nè? Hơi bị lớn à. Chị hả? 42 anh ơi, cỡ anh đó anh Tích. Thôi cái gì? 42 lớn anh nè em ơi. Lớn hơn hả? Để anh Dũng hả? Để anh Dũng đi. Rồi này, này cỡ em được nè. 33. À 33 thôi em đi lại. Được á. Chị 43, 42 hả? 43 hả? Rồi giao lưu hai chị em nhiêu đây? Dạ giá 3 triệu rưỡi anh ơi, bao phí ship toàn quốc luôn. Cây này mai dảo bông từ 5 đến 9 cánh nha quý vị. Còn nguyên bị chẳng. 3 người. Xuống cây luôn. Ê. Lên cây luôn. Rồi mã số 10 mấy rồi? 18 đây quý vị ơi. Em nói 18 căng tròn là quý vị ơi. À, con này 18 mà căng tròn. 16. Căng tròn hơn 16 anh. Rồi cao 1 mét. Anh thấy 18 căng tròn không? Không. Em thấy tròn quay à, em phái 18 anh ơi. 16 ngán lắm, không có tròn đâu. Rồi, nói chuyện gì đâu không mà trời. Tập trung vào cây đi nha. 43 hoành anh ơi. Rồi. Tính 44 á. Đây để nè anh. Lực ghê chưa? Già dạ, cây ghê ha, cộng tao nữa tới rễ hết sức luôn không. Rồi giao luôn nhiêu đây em? Dạ giá 5 triệu rưỡi anh ơi. Rồi, xuống cây. Rồi, Vĩnh. Mã số tiếp theo là 19. 19. Hai cộng rễ. Rồi, cao luôn. Cao 102. Rồi. Có ông anh ông thích chơi đấy, hai cộng nữa mà. À. Giống cộng gì hả anh? Rồi, cho cái hoành đó em. Cộng gì biết. Hoành 121. Rồi nôm nhiêu đây em? 30. Hoành 30. Nôm 34. Đo hai cộng rễ luôn cho quý vị tham khảo. 23. Rồi, cộng đi. Đây anh. Rồi, giao luôn nhiêu đây? Dạ giá 3 triệu rưỡi anh ơi. Rồi, xuống cây luôn. Nhiêu rồi? 19 rồi. Tôi quý. 20. Cái tư quý rồi quý vị ơi. Đấy mình bao xuống anh Dũng ơi. Rồi tư quý nha quý vị. Mã số 20. Quý vị không nghe yêu cầu tư quý. Mà tư quý về khó sang quá quý vị. Khó sang quá hả? Dạ. Sang mai xù dễ hơn mà tư quý gì. Dạ nó cũng ngang ngửa sao. Dạ cao hết thước anh ơi. Rồi mét rưỡi. Dạ cũng bắt lát hèo hèo nè. Tay cầm thì vậy đó. Rồi, hoành như đây. Hoành 36 anh ơi, 37, 36. Rồi, xem dòng đế luôn. Đó, để đó quý vị. Một bệ hết sức luôn không? Cho luôn như em. Dạ, 3 triệu rưỡi quý vị ơi. Tôi quý lúc này mua căng quá quý vị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục em tư quý luôn. Rồi mã số 21. Số đẹp quý vị ơi. Rồi. Em cũng đẹp nữa. Cao luôn. Mét 7 anh ơi. Tay cành quá xá luôn. Số đẹp. Tay cành đẹp. Đấy. Đây là quý vị. Đẹp không anh? Một nồi. Một củ luôn. Rồi cho anh cái hoành luôn. 115.
35 anh ơi. 35. Rồi giao luôn nhiêu đây em? Dạ cái này giao luôn với giá 3.8 anh ơi. Rồi 3.8 quý vị. Rồi. Xuống cây. Lên cây mới luôn. 22. Tôi quý luôn quý vị ơi. Rồi, cho chiều cao em nó luôn. 1m6 anh ơi. Rồi, 1m6. 1m7 cho 1m6 cỡ em. Cái cành khá được đó quý vị. Cái cành quá sáo luôn ha. Rồi, đế đây. Quanh. 3 mấy? 32, 33 tính 32. Rồi, chậm chậm lại. Đó, cho quý vị mình xem rễ nè. Cậu đẹp lên. Đặt kẹo hết trơn ha. Dạ. Cái này nằm mấy cây này là trồng nằm mô không á. Bứng thì nhanh lắm mà mua lâu lắm, năng nỉ mua. Khó khó bán. Rồi, cái này giao luôn nhiêu đây em? Dạ, cái này giao luôn giá 3.5 triệu anh ơi. Rồi, xuống cây anh em ơi. Rồi, mã số 23. 23, em ngắn lực. Thì quý luôn nha quý vị. Dạ, cao 51. Dáng nó vậy đó, quý vị. Đó, sẵn quay cho quay rễ luôn anh. Dạ. Đó, bộ đế nó vậy. À, dừng em ơi. Cho hoành luôn em. Phái quay luôn á. Hoành 27 yếu 26 quý vị ơi. Rồi, báo giá luôn. 2.5 triệu anh ơi. Xuống cây. 2.5 triệu. Lên em 24 luôn. Phổ phổ. 24 là em dán bay. Rồi, tiểu quý nha quý vị. Dạ, cành bay của nó là 62. Rồi. Dạ, dán nó vậy. Cho cái từ mặt bầu lên coi chỗ có nhánh em dịnh dịnh nha em. Dạ. 49 anh ơi. Rồi. Hồi đầy đủ ha. Rồi, xem vòng cho quý vị xem cái tổng thể dán nó nè quý vị. À, dáng ba đẹp ha. Dạ. Rồi, để đây, hoành luôn. Hoành 26 luôn anh ơi. Rồi, để nôm. Đều luôn nè quý vị ơi. Rồi, cái này giao luôn giá 2.2 triệu anh ơi. Rồi, xuống cây. 25 quý vị ơi. Rồi, lên cây. Quá trời ơi. Nằm trong ơi, cao. Dạ 107. Tại cành cũng quá sáo và sao luôn nha. Để một nồi đặt kẹo. 29 hoành 28. Coi cái củ đặt nó nè. Củ đặt. Nhiều. 49. Hoành đế. Ừ, thôi vậy đi chứ nhanh. Củ này đặt kia ha. Dạ củ này đặt. Đẹp rồi giao luôn nhiêu đi em? Dạ giá 2.6 anh ơi. Rồi xuống cây. Okay. Rồi quý giáo mình tạm thời ngưng tại đây nha quý vị. Cây thì còn nhiều nhưng mà số lượng cây mình thường thường lợi với quay tới 25 cây là cây cuối cùng của clip ha. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo.